Đây là đài phát thanh xã Tâm Vinh, huyện Phú Ninh. Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Mục đích ý nghĩa: Ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công dụng công cộng tại Việt Nam thông báo tổ chức cuộc thi viết về những câu chuyện đặc sắc tiêu biểu tại những điểm triển khai dự án với chủ đề Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Cuộc thi nhằm kêu gọi đồng bào chia sẻ những câu chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện giản dị, xúc động về kinh nghiệm của người dân địa phương, bằng nghị lực với quyết tâm tìm tòa sáng tạo và khám phá những điều kỳ diệu mà máy tính và Internet mang lại, giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc sống để thay đổi cuộc đời chính mình và tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn. Những kinh nghiệm chia sẻ là động lực để người dân học tập và nhân rộng, thu hút thêm nhiều người sử dụng máy tính và Internet, giúp họ cải thiện cuộc sống ở vùng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm và nghề phù hợp để thay đổi cuộc sống tích cực hơn. Cuộc thi cũng nhằm truyền tải thông điệp mọi người đều bình đẳng trong việc hưởng lợi do công nghệ.